Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Sứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị cặp kỳ duyên nha cô chú anh chị. Cái này là hàng mình chiết nhánh nha. Củ cũng rất là to luôn. Củ thì con trồng chôm cho nên không có thấy củ. Cái hoành của cái thân á, là cái cổ á, ngay chỗ cái miệng chậu á, là con đo là 23cm luôn á nha. Hôm nay con có một cặp. Cặp này con bán với giá là 300.000 nha cô chú anh chị. Vườn con gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhỏ cây Viettel nha. Đây, cây thứ nhất. Cây thứ nhất thì có 2 cốt nè, cốt cực kỳ to luôn. Cặm này muốn không giáp cái tay luôn á, hoành ngay chỗ này nè. Hoành đo ngay chỗ cái eo này nè, là 23cm á. Cốt rất là đã luôn. Cái này thì có 2 cốt đi lên đây. Đây nó phân 2 nhánh nữa nha. Củ này thì rễ nó tới đá chậu luôn rồi. Đây, mấy củ mà rễ tới đá chậu mà cái to như vậy á, thì củ nó nằm ở trong nó là to nha. Cái tàn của cây này đây. Tàn cực kỳ rộng nha. Chiều cao của cái cặp này là khoảng 6-7 tấc nha cô chú anh chị. Kỳ duyên là hàng zin nha, hàng chiếc nhánh nha. Nhánh hoa màu hồng 3 lớp. Cây thứ hai là thân một cốt. Cái hoành ngay chỗ cái eo này nè, cái hoành thân ngay chỗ cái eo này nè, cũng là 23cm nha. Cái này là thân một cốt, lên đây phần nhánh là đây, phần nhánh rất là đẹp đây. Cây này thì củ nó tét chậu luôn rồi. Đây. Củ nó to tét chậu luôn. Cái này là cần ra chậu gấp nha, ra chậu nó rất là phát luôn á. Ra chậu mình thêm phân, rễ nó lồi đất luôn á. Đây. Cái mài cũ bên đây cũng to nè. Vườn con thì ship nhổ cây Viettel với gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang thì gửi nguyên chậu nha chú anh chị. Cái này thân một cốt nè. Cây thứ hai thân một cốt. Này cái tàn cái thứ hai đây rất là đã luôn. Thấy nhấc chậu rồi biết cái trong củ nó to cỡ nào luôn đó. Hôm nay con có cặp một cặp nha. Cặp này với giá là 300.000, phí ship là khách chịu giùm con nha. Chú anh chị mà sưu tầm mà kỳ duyên thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ vườn của con.